Thì tiếp theo chúng ta sẽ học về một cái phần cấu trúc ngữ pháp tiếp theo của tiếng Trung, đó là cái ngữ pháp cụm từ chữ tờ. Chữ tờ ở đây giống như là một cái dạng động từ to be, cái từ dành để chỉ cái sự sở hữu đó. Thì mình sẽ viết ở đây là chữ tờ là dùng để biểu thị cái sự sở hữu của chủ thể. Đó, thứ nhất ở đây cái nghĩa của nó, phân tích. Đó, phân tích nó dùng để biểu thị sự sở hữu của chủ thể. Thứ hai đó là khi mà dùng cái câu chữ tợ này thì nó tạo thành một cái cụm từ. Ngoài ra thì nó còn là khi mà kết hợp một mệnh đề, kết hợp một mệnh đề hoặc là một cụm gì đó, cụm x đây mình đã viết ở đây, mệnh đề tức là mệnh đề x và cộng với lại cụm chữ tợ đây đó, thì nó làm nó mang cái nghĩa là nó mang cái nghĩa là một cụm danh từ đó, nó mang cái nghĩa là một cụm danh từ trong câu. Đấy. Thì ở đây khi mà x cộng với tờ thì x ở đây có thể là danh từ, động từ, tính từ hoặc là đại từ đó. Thì x ở đây có thể là danh từ, động từ, tính từ hoặc đại từ. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ này, mình sẽ lấy cái ví dụ thứ nhất đó là cái áo của Marie màu hồng, tức là máu gì? Marie tơ máu gì? Marie tơ máu gì? Sư húng tơ. Đó, cái áo len này của Marie màu đỏ. Thì ở đây mình sẽ phân tích là đây nhá, đây là một dạng mệnh đề cộng với tợ, và khi mà phân tích ra thì cái cụm chữ tợ này nó sẽ tạo thành một cụm danh từ ở đây, tức là áo len, chủ ngữ là mã ly, đó là chủ ngữ, à mã ly tơ máu gì, tức là áo len của Marie thì màu gì đó, thì đó, thì ở đây nó là màu hồng. Vậy thì nó sẽ là cái dạng tính từ cộng với tợ đó. Mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa, tức là tợ ở đây là tợ máu gì của cái màu hồng của cái áo này, chứ không phải là màu hồng của Marie đó. Thì ở đây khi mình một cái lưu ý đó là khi mà bạn dùng cụm từ này cần thì cái chủ thể cần được xác định rồi đó thì mới dùng được, chứ nếu không xác định thì sẽ không dùng được. Mình sẽ thấy lấy thêm một ví dụ nữa, ví dụ như là đây là cái điện thoại của tôi, của mẹ tôi, chơi sầu chi, đó, điện thoại này là của bạn chứ không phải điện thoại này là của tôi, vì đây bạn sẽ xác định rồi, tợ là cái điện thoại, tức là mình sẽ lược bớt đi cho nó đơn giản cái câu. Đó là cái cách dùng của cái chữ cụm từ tợ.
Thì mọi người chỉ cần nhớ là khi cái cụm từ x cộng với tợ nó sẽ có thể nó là một cái cụm danh từ, và x có thể là danh từ, động từ, tính từ, đại từ. Ở đây x ở đây có nghĩa là nỉ tơ, ở đây là đại từ, nỉ tức là bạn. Còn cái này là húng tơ, tức là húng ở đây tức là màu hồng, tức là tính từ.